Nhạc nổi lên. 2, 3, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Động tác tiếp theo ạ. À, cái tay này mình sẽ để xuống này. Cái tay này mình sẽ đưa qua đầu này. Và kéo cái sang bên trái. Bước lên. 1. Cái này giống hệt. Cha, cha, một. Có thể đếm như thế được. Chuyển sang bên này cũng cha hai, chuyển sang này cha cha, tức là mình đang đi chéo, được chưa? Đây, lên trên nè, cha cha một lên, cha cha hai lên, cha cha ba. Rồi cái tay chuyển sang bên nào, chúng ta kéo lên. Đây là nhịp đằng trước ạ. À, sau khi thu về đây rồi, tay này xuống, kệ ở đang lên đúng không ạ? Tay phải đi xuống, tay trái cứ để yên cũng được. Cha một, chuyển sang bên phải thì tay bên phải lên. Cha cha, chuyển sang bên trái thì tay lên. Cha ba. Rồi, lại lần nữa. À, lên rồi. Tay này, giữ đi sang đấy, 1, 2, 3, lên này, 4, 5, 9 này, cái cuối cùng sẽ là xoay trên, cái này là tạo sóng, lên, về đây, sẽ ra cái cha cha trước nhá. Đếm của sóng bạn là à 2 3 à, 5 à 6 7 à, à hoặc à mình có thể mình chỉ đi à, cách một là cha cha một, cha hai, cha cha ba, và cách đến hai đó là một à 2 3 à 5 à 6. Khi đi có những bác bước bước và bước và bước, nhưng mà có thể làm mình làm thì mình có thể là một à hai a à bốn miễn là được, đúng nhịp là được. Còn em tùy cơ thể nữa chứ không phải là cứ cố mà đi thành con rắn ấy. Dạ, sẽ ra sau ạ. Bước trước xong rồi nhé. Tay đứng lên, một à đi lên thay thế trái chuyển vị, ba à bốn năm à sáu ở làm động tác sóng, bảy à rồi ở đây bảy, cúi xuống này, sang ngửa cho em cái chán này, ngửa đầu này, ở lên, chuyển đây, chuyển sang tâm chân trái, đưa chân phải sau và dập về chân trái. Đếm là đang đang ở đây đúng không ạ? 7 và 7 và 8. Nguyên văn động tác sẽ là à 2 3 à 4 5 7 và 8. Được chưa ạ? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, tám. Hai, hai, bốn, tám. Một, à, hai, ba, à, bốn, năm, à, sáu, bảy, à, tám. Kết thúc động tác hai. Và cái gì của bài đầu tiên là đứng trên chặng trên phải trọng tâm ở phía trên, nghe nhạc 2 3 4 5 6 7 8, bắt đầu 2 2 3 4 5 6 7 8 và
hai hai ba bốn sáu bảy sau rồi động thứ hai ở thứ ba sẽ là cuốt tay phải xuống, cuốt tay phải xuống này, tay trái giữ nguyên đi sang bên trái một à hai ngược lại phải ba à bốn ngược trái à sáu xoay ngược bảy à ở đây bốn bước khuất tiếp theo một à hai ba à bốn à sáu bảy à tám sau thì sẽ học bước nào nhé.